Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, đạt trúng mỏ vàng, đổi vận giàu sang. Xin được kính chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin rất hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, con khỉ là con vật đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo, được mọi người tôn kính. Và những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Canh Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những gia chủ tuổi Canh Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu được mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy mà trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người xung quanh của mình những nguy hiểm đang rình rập phía trước. Và nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Canh Thân dễ dàng có thể thấu hiểu được những nỗi niềm tâm tư thầm kín của mọi người. Từ đó thì họ sẽ tìm được cách chia sẻ và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Và trong tháng 4 âm lịch này, thì năm 2022, những gia chủ tuổi Canh Thân phạm phải hạn xung thái tuế và đây chắc chắn là một năm mang lại khá là nhiều trắc trở đối với tuổi này. Và đương nhiên rằng với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những quý gia chủ tuổi Canh Thân cảm thấy bị nhu trí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì gia chủ tuổi Canh Thân dễ dàng vượt qua những khó khăn này. Tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch là thời điểm đột phá của những gia chủ tuổi Canh Thân. Vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm được những điều thiện giúp ích cho mọi người đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải thay đổi để có được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng như là tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, cho nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Người sinh năm 1980 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm sai lầm nghiêm trọng, bạn cần nghiêm khắc với bản thân mình, tự động tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng cần phải chịu nhiều thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó là bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng 4 âm lịch của những người tuổi Canh Thân cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn và thậm chí là đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần phải quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh mình, không thể làm việc quá tự do theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này tình hình tài chính của những người tuổi Thân sinh năm 1980 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi, kéo theo đó là thu nhập giảm sút. Những khoản thu từ người tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền.
Tuổi Canh Thân nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, và có kiếm được nhiều hơn cũng rất dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người tuổi Canh Thân may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm, tuy nhiên do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 4 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Canh Thân không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Và không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh lại chế độ ăn uống luyện tập. Các quý gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022 tháng 4 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Canh Thân bình thường, không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh mẽ, sống đơn thuần. Bạn là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến cho đối phương phải tò mò về tìm hiểu bạn. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Canh Thân dễ mất kiên trì, nổi nóng với những người thân của mình. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng. Để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người, là bậc làm cha làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 Nhâm Dần, tức ngày 1 tháng 5 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đồ Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải chú ý hết sức và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp Phù Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi 1980 trong tháng 4 âm lịch, và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình, biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.